Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách 30 cán bộ hội viên được tặng giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 nhằm biểu dương tôn vinh khen thưởng cán bộ hội chuyên trách có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác hội. Trong đó, tỉnh Hương Yên có đồng chí Doãn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, vinh dự được tặng giải thưởng. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa công bố danh sách 30 cán bộ hội được tặng giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 nhằm biểu dương tôn vinh khen thưởng cán bộ hội chuyên trách có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và công tác hội, trong đó tỉnh Hưng Yên có đồng chí Doãn Thị Nguyệt, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, vinh dự được tặng giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024. Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội đồng chí Doãn Thị Nguyệt đã cùng với tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực như chỉ đạo các cấp hội, các tổ chức cá nhân kết nối hỗ trợ kinh phí, nhận đỡ đầu trên 1.000 trẻ em mồ côi, trực tiếp đỡ đầu một cháu mồ côi cả bố và mẹ, tham mưu trình thường trực tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đề án đã được triển khai tại 100% cơ sở trên toàn tỉnh, với trên 87.000 gia đình thực hiện đề án giảm trên 47% lượng rác thải hữu cơ ra môi trường. Vận động cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh chung tay xây dựng mới và sửa chữa 45 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Năm 2024, đồng chí là nhóm trưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và đã đạt giải nhì bản thân đồng chí doãn thị nguyệt đã nhận được nhiều bằng khen giấy khen của các cấp